Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trước ống kính. Bản tin cập nhật tin tức an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành cả nước. Bản tin chiều nay 21 tháng 1 có những ghi nhận gì? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây qua ống kính an ninh. Mới đầu là thông tin liên quan đến vụ án mạng đề chấn động dư luận vừa xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ Tống Thị Tùng Linh, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa để điều tra về hành vi giết người. Đã chú ý nạn nhân bị giết hại chính là cha ruột của Linh. Trước đó do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày mà Linh đã đầu độc giết chết cha mình. Chưa dừng lại ở đó, Linh còn đốt nhà để tạo hiện trường giả. Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sinh sống, giữa Linh và cha ruột mình xảy ra mâu thuẫn nên Linh lên kế hoạch giết cha Ngày 18 tháng 1, Linh bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh mua một ký chất độc cyanur. Sau khi mang về nhà, Linh hòa tan với nước lọc rồi bỏ vào tủ lạnh. Tối cùng ngày, sau khi uống một chai nước chứa chất cyanur, cha Linh bị trúng độc và chết. Dù biết cha mình tử vong, nhưng Linh vẫn bình thản về phòng nằm ngủ. Sáng hôm sau, Linh phá cửa nhà vệ sinh rồi kéo thi thể cha ra phía sau nhà và dùng gạch xi măng đắp lên thi thể nạn nhân. Để che giấu hành vi tội ác, đối tượng dùng xăng đốt nhà, rồi loan tin có người lạ đột nhập vào nhà, tấn công mình, rồi giết chết cha. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng giết người phi tan. Tối ngày 20 tháng 1, cơ quan điều tra đã triệu tập Tống Thị Tùng Linh đến làm rõ nghi vấn. Qua đấu tranh, đối tượng này đã thừa nhận mình chính là hung thủ giết hại cha ruột. Một vụ án khác cũng rúng động dư luận những ngày gần đây liên quan đến bé gái 3 tuổi ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, bị đóng chín cây đinh vào đầu. Liên quan đến vụ án này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc do công an thành phố chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh xử lý nghiêm hành vi bạo hành bé gái theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Trung Huyên, trú huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi giết người quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Huyên là người tình mẹ cháu bé gái 3 tuổi và cũng là nghi phạm chính trong vụ án. Theo các chuyên gia, đây là hành vi bạo hành có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý ở khung hình phạt cao nhất, đặc biệt cần mở rộng các đối tượng liên quan như người mẹ khi để cháu bé bị bạo hành trong một thời gian dài mới đây quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã chi khẩn cấp 20 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho cháu bé. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ ban đầu 13 triệu đồng để điều trị chăm sóc sức khỏe cho bé. Một ghi nhận khác cũng tại Hà Nội, thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội để điều tra sai phạm trong vụ án nâng khống giá trị cây xanh, hợp thức hồ sơ dự toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Vũ Kiên Trung, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, cùng các cấp dưới có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Sau khi được Diện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 20 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí Quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Thưa quý vị, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép là công tác luôn được các lực lượng chức năng quyết liệt thực hiện, nhất là dịp cuối năm, đặc biệt trước sự lây lan của biến thể mới Omicron, công tác này càng được siết chặt hơn để đảm bảo cho nhân dân đón một cái Tết yên vui đang đến rất gần. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trục xuất 10 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lẫn trốn trên địa bàn. Trước đó, các đối tượng này đã bị bắt thực hiện cách ly theo đúng quy định phòng dịch của Việt Nam. 10 đối tượng người Trung Quốc bị trục xuất khỏi Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 32 tuổi. Những đối tượng này khai nhận thông qua một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường Tiểu Ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó họ theo xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm Việt Nam hoặc chờ để xuất cảnh sang Campuchia. Số đối tượng này bị lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại các địa bàn như huyện Nhà Bè, thành phố Thủ Đức. Sau khi các đối tượng đã hoàn thành thời gian cách ly, lực lượng công an thành phố hoàn tất hồ sơ và tổ chức áp tải các đối tượng ra cửa khẩu biên giới phía Bắc, bàn giao cho phía Trung Quốc bản tin trước ông kính do đài phát thanh và truyền hình tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tạm khép lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi để xem lại bản tin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn thông tin cộng tác cùng chúng tôi quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ